Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là một năm đầy thử thách với tất cả các ngành nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội và trong đó thì phải kể tới ngành làm đẹp. Việc giãn cách xã hội thì đã khiến cho nhu cầu làm đẹp của nhiều người sụt giảm khi mà các cơ sở làm đẹp trong một thời gian thì không mở cửa và mọi người cũng hạn chế việc là đi ra ngoài. Tuy nhiên trong những khó khăn đó thì cũng có những doanh nhân, doanh nghiệp đã có hướng đi mới và trở thành điểm sáng trong bức tranh về kinh tế năm 2020 và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ họ. Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Trò chuyện cuối năm được phát sóng trên VTC9. Quý vị thân mến, thị trường chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc sức khỏe ngày càng một tăng trưởng nhanh trên toàn thế giới và thị trường này được chia làm 4 phân khúc bao gồm Cosmetic, Skincare, Personal Care và Fragrances. Trong đó thì phân khúc lớn nhất của thị trường đó là chăm sóc cá nhân Personal Care với quy mô thị trường là hơn 1.024 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Thị trường Việt Nam là một cơ hội mới nổi đối với ngành công nghiệp làm đẹp, được thúc đẩy bởi một vài xu hướng quan trọng. Cụ thể, thương mại hiện đại đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam và có nhiều khả năng chào đón các thương hiệu quốc tế và khu vực trong mạng lưới của mình. Tuy nhiên, năm 2020 là một năm gặp không ít khó khăn đối với tất cả các ngành nghề bởi dịch bệnh COVID-19. Trong đó có ngành dịch vụ làm đẹp và thời trang. Vậy thì năm 2020 sẽ ra sao? Và các dịch vụ này sẽ phát triển như thế nào trong năm 2021? Thì giờ đây xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những vị khách mời góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của chị Nguyễn Thị Diễm Sang, nhà sáng lập Học viện Đào tạo Phun Xăm Sang Sang. Xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của chị Hồ Thị Hoa, đại diện thương hiệu thẩm mỹ Hoa Korea Beauty. Và tiếp theo đó là sự góp mặt của chị Nguyễn Ngọc Trang, kinh doanh về lĩnh vực vải may mặc. Cảm ơn quý vị khách mời đã dành thời gian quý báu để góp mặt trong chương trình trò chuyện cuối năm ngày hôm nay. Trong năm 2020 vừa qua bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì không biết là các doanh nghiệp của những vị khách mời ở đây thì có gặp nhiều khó khăn không ạ? Đối với doanh nghiệp của chị Trang thì như thế nào ạ? Thì tất nhiên là khó khăn chung, nhưng mà với doanh nghiệp của chị thì nó không ảnh hưởng gì lắm. Vì dù sao chị cũng đã có cái thương hiệu, chị tạo riêng cho thương hiệu của chị. Vì chị có một cái xưởng ở bên Thái Lan, nên là những cái đấy là độc quyền của bên chị. Và bên chị đã đưa những cái sản xuất và những cái hàng mà chất lượng tốt nhất, cũng như giá cả vừa phải để cho những cái người khách, người ta có thể là lựa chọn được nhiều mẫu mã đẹp. Quan trọng nhất là về cái giá cả. Vì những cái năm này nó khó khăn thì ai cũng là khó khăn chung, nên cái giá cả là cái quan trọng nhất. Và quan trọng giá cả nhưng còn phải chất lượng nữa. Đó. Bên cạnh lĩnh vực may mặc của chị Ngọc Trang thì không biết là đối với lại chị Hoa thì trong năm vừa qua trong lĩnh vực thẩm mỹ thì mình có bị ảnh hưởng nhiều không ạ? Trong Covid thì mọi người phải thực hiện là giãn cách xã hội, nhưng mà hệ thống của mình thì làm kinh doanh online là chủ yếu. Khó khăn đấy nó cũng không ảnh hưởng lắm tới thu nhập của tất cả các chị em làm trong hệ thống mình. Và bên cạnh đó thì dịch vụ của bên spa của Hoa Korea Beauty ấy, thêm cái dịch vụ là làm đẹp tại nhà. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại chị Sang Sang. Chị Sang Sang ơi, thì trong năm vừa qua 2020 thì Học viện Đào tạo Phun Xăm của chị có bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19 không ạ? Thì tất nhiên nó cũng sẽ có một phần khó khăn, bởi vì cái luật của giãn cách xã hội thì không có được cho phép cái số đông. Thì như vậy thì cái việc đào tạo nó cũng bị hạn chế, nhưng mà bên đó thì học viên đã đưa ra cái phương pháp đó là dạy online để nhằm mình tăng thêm cái việc trao dồi cái kiến thức cho những cái bạn làm nghề, nhưng tiết kiệm chi phí và đồng thời có cái thời gian cho các bạn luyện tập. Đó, thì còn cái việc mà dịch vụ thì tất nhiên nó sẽ bị chậm lại một chút, nhưng nó cũng là một cái vấn đề giúp cho mình tìm hiểu những cái phương pháp mới, những cái nhu cầu mới, và mình nghiên cứu để khi mà mình qua cái khó khăn thì mình lại bùng nổ một cái mới. Năm 2021 thì Học viện Phun Xăm Sang Sang hứa hẹn sẽ đem về những cái công nghệ mới nhất để mà đào tạo cho những cái bạn học viên. Thứ hai nữa là Sang Sang chú trọng với cái vấn đề đó là vừa đẹp mà vừa khỏe. Đó, tại vì hiện tại các bạn thấy cái sức khỏe nó rất là quan trọng. Đó, thì bây giờ mình sẽ đưa về những cái gì nó thuộc về cái phạm trù tự nhiên, phạm trù natural, để chi? Để mình đưa đến cho khách hàng vừa đẹp trong mà đẹp ngoài luôn.
Đó, thì đó là một cái đột phá năm 2021. Đối với lại Học viện Đào tạo Phun Xăm thì một năm vừa qua phải nói là một bước đệm đúng không ạ? Và hứa hẹn là năm 2021 tiếp theo sẽ mang lại những cái kỹ thuật phun xăm mới nhất và những cái dịch vụ tốt nhất, chất lượng nhất đến cho quý vị khách hàng ạ. Vậy thì đối với chị Hoa thì trong năm 2021 này thì mình sẽ giới thiệu đến cho những vị khách hàng những sản phẩm mới nào cũng như là những cái bước đột phá nào đối với thẩm mỹ viện của mình ạ? Năm qua thì Hoa Korea Beauty có ký độc quyền liệu pháp Moontok là liệu pháp làm đẹp không xâm lấn của Hàn Quốc. Năm Tân Sửu này, Hoa Korea Beauty sẽ phát triển, sẽ bùng nổ và đưa cho tất cả mọi người ở tất cả miền Trung biết đến được Moontok. Và Hoa sẽ mang cả Moontok đi sang thị trường Lào và Campuchia. Đây là một liệu pháp làm đẹp phải nói là rất là mới đối với thị trường làm đẹp tại Việt Nam. Vừa rồi là những chia sẻ về những bước phá, những bước tiến mới trong năm 2021 của thẩm mỹ viện Hoa Korea Beauty và Học viện Đào tạo Phun Xăm Sang Sang. Thì không biết là đối với lĩnh vực thời trang của chị Ngọc Trang thì trong năm 2021 này thì sẽ có những bước tiến mới nào ạ? Trước đây là chị thì năm cũ này, chị bán sỉ là chính. Nhưng mà qua cái đại dịch vừa rồi, chị đang định hứa hẹn là qua cái năm 2021 này, chị muốn là bán hàng online và mở rộng ra các tỉnh thành khác để cho những người có thể đến được cửa hàng của chị, hoặc là những người mà không đến được hàng của chị thì hàng ngày chị live stream để người ta nhìn thấy được những cái sản phẩm trực tiếp và người ta xem từng cái mẫu sản phẩm người ta muốn chọn, thì bên chị sẽ có những cái cung cấp và gửi đến tận nhà cho khách hàng, và khách hàng không cần phải đi nữa. Và chị cũng hứa hẹn là cập nhật những mẫu mới nhất, hiện đại nhất để kịp với xu hướng thị trường. Luôn luôn làm để cho mọi người phụ nữ mình lúc nào cũng mới, lúc nào cũng đẹp. Như vậy chúng ta cùng nhau đến đây ngày hôm nay đều hướng tới đó là làm đẹp không chỉ là làm đẹp bên ngoài mà còn an toàn đối với sức khỏe. Và ngày hôm nay thì kết thúc một năm cũ 2020 đi qua. Như vừa nãy em có chia sẻ là chúng ta không có khó khăn đúng không ạ? Đó là một bước đệm. Đó là một bước đệm. Và năm Tân Sửu 2021 này sẽ là một bước ngoặt, sẽ tạo nên một sự bứt phá. Thì không biết là chị Sang Sang có thể gửi những cái lời chúc mừng năm mới đến cho quý vị khán giả cũng như là những vị khách hàng bên mình không ạ? Cảm ơn Thanh Tú. Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 thì thay mặt cho Học viện Phun Xăm Sang Sang, Sang xin gửi đến gia đình, bạn bè, quý khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ bên Sang, quý học viên đã đồng hành cùng Sang suốt 7 năm qua, chúc cho quý vị đón một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và đoàn viên. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn những lời chúc tốt đẹp đến từ người sáng lập ra Học viện Đào tạo Phun Xăm Sang Sang. Và bây giờ thì không biết là chị Hoa, người đã mang những cái dòng sản phẩm cũng như là những cái liệu trình vô cùng là đặc biệt từ Hàn Quốc về Việt Nam, chị có thể giúp em gửi đến cho quý vị khán giả cũng như là những khách hàng của mình những lời chúc mừng năm mới được không ạ? Thay mặt Hoa Korea Beauty, Hoa gửi tới quý khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng và chúc cho hệ thống của Hoa và cũng như tất cả khách hàng của Hoa một năm mới thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ, em xin cảm ơn chị Hoa rất là nhiều ạ. Và với chị Trang, phải nói là một nữ hoàng trong cái lĩnh vực thời trang về đi đầu và nắm bắt xu hướng ạ. Thì không biết là chị Trang có thể giúp em gửi đến cho quý vị khán giả cũng như khách hàng của mình những lời chúc Tết tốt đẹp được không ạ? Cảm ơn Thanh. Nhân dịp năm mới, Ngọc Trang thay mặt nhân viên cũng như là thương hiệu Ngọc Trang, lời chúc gửi đến khách hàng một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến từ những vị khách mời đã góp mặt trong chương trình ngày hôm nay. Thì giờ đây, Thanh Tú thay mặt chương trình Trò Chuyện Cuối Năm gửi đến quý vị khán giả một năm mới Tân Sửu 2020 vạn sự như ý, phát tài, phát lộc. Và xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình ngày hôm nay.